Dạo gần đây có một mặt hàng tâm linh mới rất ưa chuộng tại Việt Nam, đó là linh phù. Sao chính tả nè, có chức năng giúp thuận lợi trong kinh doanh tình cảm gia đình sức khỏe. Theo con tìm hiểu nhiều chỗ bán và biết vài nơi, khi mua chủ shop có xin ngày tháng năm sinh của người mua để gửi cho thầy pháp bên họ khai phù và làm phép vào những lá phù để hiệu quả nhanh nhất có thể. Lúc đầu con không tin nhưng dò hỏi những người đã mua và họ nói rất hiệu quả. Liệu nó có linh nghiệm thiệt không sư cô? Con cũng biết là cái gì đến nhanh thì nó cũng sẽ đi nhanh, không làm mà tự dưng có tiền đến từ nhiều phía, liệu nó có lâu bền hay là đó là sự trao đổi giữa âm và dương và về sau mà mình phải trả giá. Con rất đắn đo có nên mua linh phù để nhanh có tiền hay không, vì mẹ con thất bại trong làm ăn và cả hôn nhân gia đình, mẹ mất tất cả, con nhìn mẹ bỏ hết sĩ diện để làm lại từ đầu mà con thì không giúp được gì, con rất đau lòng thưa sư cô. Con suy nghĩ rất nhiều, hay là mình đánh đổi để giúp mẹ bớt khổ, nhưng lại nghĩ nghiệp càng thêm nghiệp thì càng tệ hơn. Con đang rất mâu thuẫn và không biết gỡ rối từ đâu. Đây là một câu hỏi mà cô nghĩ là chắc cũng có nhiều người thắc mắc giống bạn. Theo hình vẽ bạn gửi cho sư cô thì cái chữ viết trên linh phù là những cái lời chúc tốt đẹp và lời cầu nguyện mọi việc tốt lành chứ không phải bùa phép gì đâu. Đừng có nên cường điệu cái linh phù này là cái nhân tố quan trọng để quyết định cái thành bại của việc kinh doanh. À, cô nhắc lại một lần nữa, đây là những lời chúc tốt lành, cầu nguyện tốt lành, chứ mình đừng có cường điệu hóa nó lên là cái nhân tố để quyết định thành bại trong kinh doanh. Là Phật tử thì phải chọn cái cách tin nhân quả, mình phải hiểu rõ nhân quả tại sao, để mình không có rơi vào cái sự sợ hãi hay là tà kiến này. Mình thấy tất cả những cái thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau đến với mình đều nó có một cái giá trị rất là quan trọng trong đời mình. Tại sao mình cứ thích xa lánh khổ đau thất bại mà mình tìm cái vui vẻ và vừa ý của mình, trong khi cái vui, cái hạnh phúc, cái thành công đó nó cũng là vô thường và nó cũng là cái nhân tố để cho mình tái sanh luân hồi sanh tử mà. Đúng không? Nó đâu phải là giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối đâu. Mình cứ thích bỏ khổ tìm vui, mình cứ thích cái gì mà hạnh phúc chứ mình không thích đau bệnh. Nhưng mình biết là tất cả các pháp nó đến nó đều có một cái giá trị nhất định. Nếu con người mình cứ thành công mãi, mình có biết trân trọng những cái thành công mình đang có không? Mình cứ hạnh phúc hoài, mình có biết trân trọng những cái tình thương, tình cảm người ta đã dành cho mình không? Hay là những cái thất bại, những cái khổ đau, những cái trắc trở, những cái trúc trắc, những cái chông chênh trong cuộc đời, nó làm cho mình điềm đạm, nó làm cho mình biết khiêm tốn, nó làm cho mình chậm rãi, điềm tĩnh và có bản lĩnh hơn, đồng thời biết trân quý tất cả những giá trị trong cuộc đời này hơn, đúng không? Mình cứ sợ đau thôi, mình bệnh một cái là mình muốn cho nó mau hết bệnh liền thôi, nhưng mình không thấy rằng cái đau nó có cái giá trị chứ. Nếu như mình không có đau gì đi, mình vô mình bệnh nha, mình bệnh mình không biết bệnh ở chỗ nào hết. Mình không có đau mà, bác sĩ biết khám cái vùng nào, giờ giờ mình đau răng, may quá đi nhờ có cái đau răng, mình biết là mình đau chỗ này nè, thì bác sĩ sẽ chụp phim rồi sửa chữa ngay cái chỗ này cho mình thôi nè. Chứ giờ mình không có cái triệu chứng đau luôn, rồi tới hồi nó nhức quá nó hư luôn nguyên hàm, khỏi còn cái răng nào nhai. Vậy thì cái đau nó có giá trị của cái đau chứ, đúng không? À, những cái thất bại, những cái đổ vỡ trong hôn nhân chẳng hạn, chẳng có ai muốn hết, nhưng mà cái đó qua đó để mình nhìn nhận lại những cái hành vi của mình, những cái thái độ, những cái ứng xử, những lời nói của mình đã có vừa vặn, đã có khéo léo chưa, hoặc cái đối tượng mình thương đó mình đã có trao gửi trái tim đúng chỗ chưa. Cái gì nó cũng có giá trị hết quý vị. Sư cô có một bác Hàn Quốc ở đây, bác là bác rất rất là ủng hộ cho đạo tràng. Bác 2 năm nay bác là giám đốc công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng ở bên này. Bác rất là mến sư cô, cho nên là bác về mặt pháp lý rồi bác cũng có, bác cũng là viện trưởng của một cái bệnh viện lớn ở đây nữa. Thì cô quen bác mấy năm mà bác cứ giúp mình về mặt pháp lý rồi đi coi chùa rồi bác quen nhiều bất động sản và giấy tờ này nọ đó, bác tư vấn pháp lý tốt đó, cho nên là bác hay giúp đỡ sư cô. Nhưng mà sau khi mà một thời gian dài có lúc bác ngồi bác tâm sự thì bác kể đó, mình nhìn bác mình thấy bác rất là điềm tĩnh, rất là thành công, là một cái mẫu người mà phải nói là giống như viên mãn vậy đó, vợ đẹp, con ngoan, thành tài, rồi gia đình là có tài sản, có điều kiện, có địa vị, nói chung bác không thiếu gì nữa trong cuộc đời. Bác kể đó là
Bác lên 3 tuổi thôi là anh trai bác mất, cho nên là bác tự nhiên phải trở thành con trưởng, làm anh của 7 đứa em nhỏ. Rồi mẹ bác mới có 40 tuổi đầu đã qua đời, cuối cùng là bác trở thành mẹ, vừa làm cha vừa làm mẹ cho 7 đứa em nhỏ. Sau rồi bố lấy vợ kế, mà vợ kế là mẹ ghẻ là không thương con, vài năm thôi là bà lấy hết gia sản bà bỏ đi. Còn đôi bàn tay trắng, một đứa trẻ mất mẹ, mất cha, nuôi 7 đứa em ăn học. Bác nói thất bại đầu đời đó làm cho bác nghĩ rằng bác không có trách người mẹ kế của mình, mà bác nghĩ là lỗi do mình, trách nhiệm ở do mình quá là dở đi, do mình quá là thiếu hiểu biết đi, người khác mới có điều kiện để lừa mình như vậy. Bác nói từ đó bác học được bài học gì? Chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình chứ không đổ thừa cho người khác. Chúng ta thấy đây là câu nói của một người trải đời thành tựu hơn 60 tuổi đời, đầu bạc hai thứ tóc, bác tâm sự với sư cô đó. Nếu không có cái thất bại, cái mất mát đầu đời đó, bác có được cái tính trách nhiệm, cái tình yêu thương, cái bản năng mà phải gồng lên và bao dung dang cái đôi tay mình để vừa làm cha vừa làm mẹ cho 7 đứa em, nuôi 7 đứa em đi học đại học ở Hàn Quốc này không phải là đơn giản. Cho nên khi mà bác bước lên đỉnh cao của thành tựu, của tiền bạc, của địa vị, bác rất là khiêm hạ và lúc nào bác cũng cẩn trọng đi mua chùa cho sư cô làm giấy tờ. Tuy là bên này văn phòng luật sư và pháp lý rất rất là nghiêm ngặt, nếu như mà người ta lừa mình là người ta còn phải chịu bồi thường rất là lớn, vậy mà bác coi từng câu từng chữ, bác check từng dòng, bác rất cẩn trọng luôn, làm bản sơ đồ thiết kế, bản vẽ chùa đã giao cho công ty thiết kế, nhưng chính bác đến tận tòa thị chính sở quy hoạch kiến trúc bác hỏi từng ly từng tí, rất là chỉnh chu, rất là cẩn trọng. Tại sao? Tại vì cái tính trách nhiệm, mình đã bị lừa rồi thì mình sẽ rất là cẩn trọng và không có dễ dàng tin theo cái lời của ai hết, mà chính mình phải có nhiệm vụ để sao kiểm tra và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Đây là một cái thái độ, một cái tư thế hết sức là hay. Mà cô thấy là nếu như mình chỉ có thành công, ai cũng tử tế với mình, ai cũng thương yêu mình, ai cũng giúp đỡ mình, không ai lừa đảo mình, không có thất bại gì trong cuộc đời, mình có học ra bài học này không? Không. Vậy thì thất bại hay thành công nó đều là một cái bài học rất có giá trị đối với mình đừng nên sợ hãi mà trốn tránh. Bây giờ mẹ mất tất cả, mẹ phải làm lại từ đầu. Ô, đây là cái năng lực, đây là cái cơ hội, đây là cái động lực để cho mẹ phát huy hết tất cả các cái năng lực của mình. Và mà ai mà không vấp ngã trong cuộc đời đâu. Mình cứ nhìn thẳng vào vấn đề tại sao mình thất bại, nguyên nhân nào mình thất bại, để rồi bây giờ mình làm cho nó đúng nhân quả, cho nó trọn vẹn hơn, cho nó kỹ lưỡng, cho nó chỉnh chu hơn. Đừng vội tin người nào nữa hết. Vậy thì mình có phải là mình cái quãng đời còn lại của mình sẽ bớt cái rủi ro, bớt những cái sai sót, bớt những cái lỡ như giá mà, phải không? Mình đừng có sợ, mình đừng có muốn giàu nhanh, mình đừng có muốn cái gì cũng như ý mình hoài, cái gì không như ý là mình muốn đổi liền. Đừng, mấy cái này là mình chưa hiểu được cái giá trị của Pháp đang dạy cho mình trong cuộc đời ha. Nó rất là đáng tiếc. Cho nên riêng bạn hỏi về linh phù thôi, nhưng mà cô muốn giãn rộng ra thêm một chút xíu để cho bạn thấy là thất bại hay là thất bại trong sự nghiệp hay là trong gia đình, trong hạnh phúc, trong tình cảm, không có gì là ghê gớm hết đó. Nó là một cái bài học rất có giá trị cho mình. Và chính nhờ những cái thất bại nhỏ đó, mình sẽ tránh được những cái thất bại lớn hơn, thực sự luôn á. Mình sẽ vững chãi hơn, tim mình nó bớt dễ bị tổn thương, rỉ máu, rung chảy máu đi. Và mình sẽ vững chãi hơn chứ, kiến thức mình sẽ được nhiều hơn chứ. Qua những cái thành công quá dễ dàng, ai cũng thương, ai cũng giúp, ai cũng ủng hộ, chưa chắc là mình vững chãi đâu. Mình phải qua gian khó, mình thấy cây cũng vậy, nó mọc ở cái vùng khô cằn thì rễ nó phải bám càng sâu, càng chặt, đúng không? Còn cây mà ở cái vùng đất mà phì nhiêu màu mỡ xổm xổm ở trên mặt đất đủ dinh dưỡng rồi thì lũ lụt hay là một cơn gió mạnh qua là gãy liền. Cho nên mình thấy cái gì nó cũng có giá trị ha, nhưng đừng sợ thất bại, đừng sợ bế tắc và cũng đừng có cường điệu hóa bất kể một cái yếu tố nào mà nó phi nhân quả là tà kiến đó. Rồi, hoan hỷ sư cô cho con hỏi, giống như con bệnh vậy nè, đem lại cho cha mẹ buồn phiền lo lắng, vậy đó là phải cái tội bất hiếu không sư cô? Con hỏi mong sư cô trả lời cho con biết đi ạ. Chứ bạn này đang bị đau ốm làm cho ba mẹ lo lắng đúng không?
về tâm lý á, mình đâu có ghét bỏ cha mẹ đâu, mình yêu thương kính trọng cha mẹ, muốn chăm sóc muốn lo lắng cho cha mẹ mà, nhưng mà vì lực bất tòng tâm đúng không, mình có lòng nhưng mà cái thân mình đang bệnh cho nên mình không có giúp được cha mẹ, vậy thì đâu có phải là bất hiếu đâu, sâu trong lòng mình đâu có ghét bỏ gì cha mẹ, oán hận gì cha mẹ đâu, vậy thì làm sao mình cố gắng là dưỡng bệnh cho nó mau khỏe mạnh, cái tinh thần mình nó tích cực nó sáng trong thì cái thân thể mình nó mới khỏe mạnh được. Khi mà mình khỏe rồi thì mình đừng mình giúp mình lạc quan, mình yêu đời, thậm chí mình đang chưa hết bệnh đi chăng nữa nhưng mà mình lạc quan, mình tích cực, mình yêu đời, mình vui vẻ, tâm thái mình thoải mái không bi quan, như vậy là có giúp cho cha mẹ chưa, là cách báo hiếu tốt nhất ở hiện tại rồi đó ha. Chúc bạn mau khỏe mạnh nha. Rồi sư cô ơi, năm nay con 21 tuổi, từ nhỏ con phải sống cảnh cha mẹ ly thân. Con sống ở bên nhà nội cùng ba con bị bà nội ghẻ lạnh ích kỷ về mặt ăn uống, phải ở cùng mẹ kế, cũng không thương mà ghét con. Bây giờ ba con đã mất mà gia đình lại bắt phải ở cùng chú và ông bà nội, chú con lại đố kỵ ganh ghét con. Con đã im lặng để chịu đựng, không bỏ qua tất cả những tổn thương đó để tiếp tục sống hướng về phía trước. Nhưng bây giờ ba mất rồi, con không muốn sống cùng nhà nội nữa thì có mang tội không ạ? Con rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình, con sợ mất, ba nhìn thấy con không ở cùng, ba sẽ buồn. Con không biết đưa ra hướng giải quyết như nào cho đúng, mong cô hoan hỷ giúp con với ạ. Con cảm ơn cô. 21 tuổi rồi là lứa tuổi đã trưởng thành rồi. Bạn 21 tuổi thì bạn có quyền tự quyết định và có quyền chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và quyết định của mình. 21 tuổi là mình tự lập và có thể tự nỗ lực để sống rồi. Cái nơi ở của mình tự chủ là đúng chứ không có sai. Cho dù mình có còn cha còn mẹ đi chăng nữa, 21 tuổi thì cũng là tuổi để độc lập rồi, không nhất thiết phải sống cùng cha mẹ đâu, chứ đừng nói là ở với cô chú ông bà cậu gì gì ha. Cho mình nên tự độc lập sống. Quan trọng là trong lòng mình phải kính trọng ông bà. Có ông bà thì mới có cha mẹ mình, cho nên cho dù bà nội không có thương mình ghẻ lạnh gì đó đi chăng nữa thì làm con làm cháu mình không có quyền, không có nên có cái thái độ bất hiếu bất kính đối với ông bà. Khi mình ra ở riêng đi chăng nữa thì mình cũng phải dành thời gian hỏi han hỏi thăm ông bà, có điều kiện nếu sau này mình kinh tế mình ổn định thì phải thay cha mất mà báo hiếu cho ông bà, thì như vậy là đúng đạo ha. Còn việc mà bạn ở riêng 21 tuổi là chuyện đúng đắn thôi, không có gì mà bất hiếu mang tội gì hết đó. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con hỏi trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu Phật vào thời điểm nào là thích hợp nhất sư cô? Xin hoan hỷ cho con biết, hoan hỷ không có rê nha. Rồi. Khi nào mình cảm nhận được mình niệm có an lạc, có nhất tâm, đó là thời điểm tốt nhất, được không ạ? Niệm Phật trì chú Đại Bi không có phải chọn một cái ngày giờ nhất định, đúng giờ đó bon phải lên trên cái bàn thờ ngồi trì tụng, không có. Khi nào mình cảm nhận được mình có niệm, mình có an lạc, niệm mình có chánh niệm, niệm mình có nhất tâm, đó là cái thời điểm niệm Phật và trì chú tốt nhất nha. Con muốn hiểu rõ về tâm, cô giúp con giải thích thắc mắc. Con hơi có vấn đề về danh từ và bị rối ở đây trong tứ niệm xứ quán tâm vô thường. Cái tâm này là vọng tâm, nó duyên theo cảnh hay sao cô? Vì chân tâm là cái biết, cái hằng như như bất động và thấu rõ sáng suốt. Vậy nhất thiết di tâm tạo, cái nào cái tâm nào tạo, tại sao là tâm tạo? Kinh Pháp Cú thì nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Con thấy ý tạo đúng hơn là tâm tạo. Câu này trực chỉ nhân chân tâm kiến tánh thành Phật, tánh này là chân tâm, là tánh Phật thường hằng phải không cô? Cô giải thích giùm con đi cô ơi. Cấu tạo của một con người sống, tức là một chúng sinh hữu tình, thì có phần danh sắc, có phần danh và phần sắc đó, tức là thân và tâm. Tâm là từ chỉ chung, còn có các từ như là tâm và ý và thức. Người xưa định nghĩa cái chữ tâm theo tiếng Hán đó là tam điểm như tinh tượng, hoành câu, tự nguyệt tà, phi mao, tùng tử, đắc tố, Phật, giả do tha, có nghĩa là sao? Tam điểm như tinh tượng là ba cái điểm chấm nó như ngôi sao, hoành câu là cái nét dưới xuống như cái nửa vầng trăng á, là cái ý là cái nét ở trong chữ tiếng Hán là chữ tượng hình đúng không, là mô tả cái chữ tâm. Thì cái chữ tâm này á là sao, là làm Phật là cũng do nó, mà làm súc sanh thì cũng do nó, chứng tỏ là ý muốn nói gì giản dị mà nói, tức là từ nơi tâm cũng có thể sinh ra Phật, cũng có thể sinh ra ma. Vậy nói ý cũng được mà nói tâm cũng được, không có quan trọng ở cái chỗ này, mà cái chỗ quan trọng là sao và mình có làm chủ được cái tâm ý này không. Vấn đề mà tâm hay ý này trong duy
thức học thì phân tích rất là kỹ. Bạn mà học duy thức thì bạn sẽ nắm được cái này chứ không có còn rối nữa. Theo cái chức năng thì phân chia tâm ý thức rõ ràng lắm trong duy thức ha. Quan tâm á, nếu có quan tâm về này, thích nghiên cứu về mặt ngôn ngữ chữ nghĩa thì mình sẽ học duy thức cho nó kỹ thì mình tìm hiểu được. Còn trong kinh Đức Phật nói đó, thấy duyên khởi là thấy pháp, thấy pháp tức là thấy Như Lai. Cho nên cái chỗ bạn hỏi là kiến tánh, kiến cái gì đây, bạn hỏi cái gốc là gì đây, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh hành Phật đúng không? Kiến tánh tức là thấy pháp, thấy pháp tức là thấy Phật rồi đó. Thấy duyên khởi là thấy pháp, mà thấy pháp là thấy Phật, Phật quán được duyên khởi mà thành Phật. Này, cho nên cái kiến tánh này là cái thấy pháp. Này, cho nên mình đừng có nghĩ là giờ không còn Phật tại thế nữa là mình không có tu được, không có, pháp vẫn còn nguyên đó. Vấn đề là mình có thấy hay không thấy thôi đúng không? Pháp cũng chính là thấy Phật rồi đó. Rồi, trong Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy sao? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp, giới tánh nhất thiết chi tâm tạo. Là cái câu bạn hỏi cô là nhất thiết chi tâm tạo này ở đâu không? Tức là bản chất của tâm cũng là pháp. Mà cái gì là pháp thì cái đó sao? Vạn pháp nó vô thường, đúng rồi. Cái gì vô thường thì cái đó có vô ngã không? Có luôn. Tại sao? Tại sao vô ngã vô thường vậy? Vì nó là do gì? Duyên sanh, đúng rồi, nãy mới nói duyên khởi đó. Cho nên phàm phu á, thì có chấp chấp cái gì, có vọng tâm và chân tâm, nhưng mà bậc giác ngộ thì thấy sao? Thấy pháp duyên khởi, nó đâu có chân và vọng gì đâu. Theo tinh thần bát nhã thì nó làm sao? Sắc thọ tưởng hành thức cũng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất thường, bất đoạn luôn đó. Nếu đạt tới cái trí tuệ tuyệt đối, trí tuệ tối thượng, trí tuệ ba la mật, trí tuệ giải thoát thì làm sao? Vạn pháp là không sanh mà cũng không diệt, không cấu mà cũng không tịnh, không dơ mà cũng không sạch đó, không chân và cũng không vọng luôn. Cái chỗ này là dứt bạc ngôn ngữ luôn, không cần phải phân tích tâm vọng gì nữa hết. Quan trọng là mình có thấy được cái pháp đó không thôi ha. Phần này cô chỉ nói tới đây thôi. Bạn nên tìm hiểu thêm duy thức học, tại vì nói mấy cái lý thuyết suông này cô cũng ngại lắm, cô cũng chưa có chứng đắc gì hết nên càng nói càng ngại ngại thôi. Dạ con chào sư cô, mong sư giải thích cho con về người tại gia muốn phát tâm ăn chay ngày một bữa, ăn chay ngày một bữa. À không phải ăn chay, người tại gia muốn phát tâm ăn ngày một bữa như Đức Phật có phù hợp với sức khỏe trong thời đại hiện nay không ạ? Ngay thời đại hiện nay cũng có rất nhiều người ăn ngày một bữa nha, dù không phải là sư luôn. Vậy thì sao, phù hợp hay không phù hợp nó tùy vào mỗi người. Ví dụ cơ thể của người đó ăn ngày một bữa sức khỏe vẫn tốt thì sao, mình cứ ăn ngày một bữa. Nhưng có người ăn ngày một bữa sẽ sao, bị bệnh, có nhiều người bị viêm loét dạ dày, đường ruột vân vân chẳng hạn. Buổi chiều mà họ không có cái gì lõm lõm trán cái ruột là sao, họ bị trào ngược dạ dày đồ vân vân. Nói chung là tùy người chứ phải không, ai phát tâm ăn ngày một bữa cũng được hết, nhưng mà nếu thấy sức khỏe tốt thì tiếp tục, nếu thấy sức khỏe không tốt thì phải ngưng và có cái hỗ trợ tư vấn của bác sĩ. Còn đối với người tu không phải là người tu xuất gia không, người cư sĩ tại gia cũng xem là hành giả đang tu Phật nữa, thì đối với cái hành giả đang tu Phật này thì ăn uống quan trọng ở cái chỗ đó là thức ăn thanh tịnh, được không ạ? Ăn uống đúng giờ, ăn không có quá no, ăn không có quá mặn, quá cay, quá ngọt, quá đắng, quá chua, nói chung cái gì quá là không nên, thì tốt cho cái sự tu tập của mình nha. Rồi, thật ra bạn nghĩ là người cư sĩ tại gia đi làm việc nhiều cho nên ăn ngày một bữa có thích hợp hay không? Dạ thưa quý vị, nhiều tu sĩ đi làm việc cũng rất là cực, chứ không phải là chỉ có cư sĩ tại gia mới phải làm việc đâu. Trước đắc ca sa hiềm đa sự, vì đắc ca sa hậu cánh sự cánh đa. Lần trước khi khoác cà sa thì tại vì sợ là việc nhiều quá, đa sự quá, sợ thị phi, sợ nhiều việc cho nên mặc áo cà sa cho nó nhẹ. Vì cứ hồi đắp áo cà sa vô mới biết là việc nó quá trời nhiều, nhiều còn hơn bình thường. Dạ thưa tu sĩ, bây giờ mà nếu mà muốn mà phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, vừa tự lợi lợi tha thì làm việc còn nhiều công suất hơn là người tại gia nữa đó quý vị. Thật sự quý vị cứ để ý một ngày của một vị thiền sư hoặc là một vị thầy, một vị lãnh đạo tôn giáo nào đó đi, mình sẽ thấy là cái công suất làm việc của họ nhiều tới cỡ nào. Nhưng có rất nhiều vị cũng chỉ ăn một bữa thôi, đâu có sao đâu.